Dưới những túp lều rách nát này là hàng ngàn số phận không quốc tịch, không căn cước, không có lấy mảnh đất cắm dùi. Họ từng bơ vơ lạc lõng trên biển hồ Campuchia. Từ năm 2015, chính quyền Campuchia thắt chặt kiểm soát. Những người Việt sống lây lất trên biển hồ bằng nghề đánh cá, chài lưới phải đóng thuế mỗi năm 250.000 ria để tồn tại. Nếu không nộp khoản tiền này, họ sẽ bị bắt nhốt trong trại cải tạo. Hết đường sống, những người gốc Việt quay trở lại quê hương với danh nghĩa Việt Kiều Campuchia nhưng không có quốc tịch. Em đi nghe rất là khổ. Vợ chồng em về đây 7 người, 5 đứa con, với 2 vợ chồng nữa là 7 người. Rồi em về đây mới hơn tháng à. Em về đây sinh sống nhờ cô bác bà con đã cho gạo cho tiền rồi sinh sống. Em có giấy chứng minh đâu. Có 5 đứa con mà không có tiền cho đi học cậu. Em đóng thuế 250.000 á, từ 18 tuổi lên. Còn không thì nó bắt đi cải tạo, nó không có tiền đóng là bắt cải tạo. Là đất nước Campuchia. Năm 2015 đến 2016 là tổ chức làm đó. Đóng giấy đó. Tình trạng thiếu lương thực, thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu phương tiện làm ăn và đặc biệt là thiếu tư cách thiện nhân để làm việc, sinh sống vốn là tình trạng chung của hơn 200 gia đình người Việt về từ Campuchia đang sinh sống tạm bợ trong những căn chòi rách nát bên bờ hồ Dầu Tiếng. Hầu như không có việc để làm, đàn ông may mắn lắm mới được người địa phương thuê làm việc. Phụ nữ hầu như không ai kiếm được việc làm, quanh quẩn với mẹ lưới, con cá, nại chuối, bó rau mua đi bán lại. Nhìn chung, mọi thứ hầu như bế tắc. Tôi chưa kêu người Campuchia, tôi mới về đây tôi quá khổ rồi, không gạo, không thóc ăn. Cũng nhờ cô bác giúp đỡ dùm. Bởi vì ở thanh niên nó quá khổ khắc rồi mới về tới đây. Mà cái chỗ ở này cũng không chính thức nữa, người ta đuổi nữa này nè. Không biết về ở đâu nữa. Cần gạo, cần thóc ăn. Ừ, ở Campuchia về thì em cũng khổ, bị gì hết, đời sống nó bệnh. Khô bờ, khô bực, không có cá mắm mà giờ hả về đây sống ở dưới Việt Nam mình đi mặn mướn mặn thuê mà hả? Không có giấy tờ gì hết trơn á. Đi làm thì hả? Ta đòi giấy quá trời à. Làm bởi vì gia đình làm không đủ ăn, nó cần cô bác có gạo thóc này kia cho, giúp đỡ cho. Lương thực, thực phẩm, muối, dầu ăn, nước mắm, rau cải, thịt, trứng. Dường như những thứ rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của các gia đình bình thường. Thì với xóm không căn cước này, đó là một thứ gì rất xa lạ, là điều ước mà không phải ai cũng may mắn ước gì được nấy. Vấn đề nguồn nước uống và vệ sinh an toàn thực phẩm ở xóm không căn cước này cũng có thể nói là nhức nhối. Bởi không có chỗ ở ổn định, không có phòng vệ sinh, không có phòng tắm, mọi thứ đều diễn ra theo lối nguyên thủy, nhưng cũng may là người ta còn có áo quần để mặc. Những tiếng kêu xin lương thực của xóm không căn cước như một chỉ dấu cho thấy họ vẫn còn liên lạc được với loài người.